hài lòng thì mình ơn về, còn không hài lòng thì thôi. Cái okay, thì hôm nay mình giới thiệu nhanh các anh em về cái mẫu mạch CS 8683H ha, công suất lớn. Thì đối với mẫu mạch này cho phép mình sử dụng loa 4 tắc đôi, 4 5 tắc đơn, DB reverb live stream chống hú. Có cắt được sub ha. Ok chưa? Chạy bờ được mình và điện 220. Ok. Phần bên trong loa mạch. Này. Bút áp, cuộn cảm bút áp, nó ra hai cuộn cảm chạy bán luôn, ha, công suất lớn. Ok chưa, lắp bình. Ở đây cái tiếng vị vật nó đặc biệt lắm, như là vào chỉnh như văn số. Nhanh nhỉ, loa nâng cấp của em. Tiếng như văn số, rồi mình thử cho các anh em này. Từ 107 có số 5 nha. Đó, em quay rõ cái mai cho mình xem. Đây nè. Các con chỉnh này. Mít con này, mít bát này, mít chép này. Ở cô là thật ra là effect ấy. Trong con số thì nhiều anh em sẽ thấy. Nút đeo là tích hợp reverb. Ở cô. Chỉnh về mình thì reverb, phone reverb. Chỉnh mắt là ở cô. À, để chính giữa thì phối reverb ở cô. Guitar von, chép bát. Có cổng OTG. Von OTG. Trao đổi dữ liệu dưới điện thoại máy tính này còn live stream. Ok, điều quan trọng mình tắt cái tiếng micro cho các anh em coi thử tiếng ca nó như quan số nói tiếng đặc biệt lắm, tiếng Việt đặc biệt. 1 2 1 2 có bộ nó sợ biết tờ 1 2 ok, thì phần chống hú mình đang đứng xuất trước lò luôn ha, chỉnh mic chỉnh mạnh luôn nè, mic phone là mạnh luôn ha, mic chép mic bass mạnh luôn ha. Đó, như vậy mới kiểm chứng được cái phần chống hú ha, chứ không là mình chỉnh nhỏ, giảm nhỏ lại mình le lớn lên không phải là chống hú. Và bây giờ mình chỉnh qua bên tay phải nè, nút đeo bên tay phải còn nè. Ai đây? Tôi đang quay mà. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8. Thì cái này mình gọi là thiên gì thiên gì ở cô. Đó chứ thực ra nó phối lòng vì vật ở cô mà ở cô sẽ nhiều hơn. Thì trong cách chỉnh bằng số nó chỉnh kêu vị hơn. Anh em lưu ý. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8. Sẽ nhiều cái tiếng echo ha. Chỗ này mình chỉnh về bên tay trái nè. Chỉnh min nè. Thì nó sẽ nhiều reverb ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì nếu như các anh em đây mình quay qua điện thoại thôi ha. Nếu như anh em nào mà nghe thực tế thì nó không khác gì tiếng văn số ha. Đó mình chuẩn xác, nói chuẩn xác cho các anh ha. 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa? Thì đối với cái mẫu mạch này á thì nó cho mình lắp led nhét theo nhạc ở được chỗ này. Này công tắc lại. Tắc này. Ok, mình tắt nhạc và tắt cái phần cắt sub cho các anh em xem. Ok, thì mình em có bấm máy không? Quay nhanh thôi ha. Nhạc quay nhanh cái này mà. Nó có nhiều thứ lắm. Hôm nay một rất nhiều hướng cho các anh em. Để chuẩn bị cho
sử dụng phần la nhiều lắm ha, hiệu ứng nhiều. Ok chưa? Này bên trong qua mặt. Hai con cám ra lo. Đủ nguồn luôn ha. Đánh mạnh luôn. Hai con cám bự. Mặt chắc chắn luôn ha. Trên cùng một men luôn. Đây, trên cùng một men luôn, tích hợp. Như vậy khi mình tích hợp như thế là độ nhiễu nó là thấp nhất. Không có tiếng ù xì. Bật lên. Bật nguồn nè ha. The Bluetooth device is connected successfully. Nó có tiếng nào đó. Ha. Quan trọng là cái điều đó. Em lại trực tiếp luôn trên mặt cho quay chép nè, không có một cái tiếng nhiều nè. Ok, kết thúc video thôi.